Xin chào các bạn, ngày hôm nay Minh Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn ngôi nhà thuê ở chợ Bắc Sơn này các bạn. Ngôi nhà thuê A14-15 này, hai căn liền kề nha các bạn. Đây, ngôi nhà thuê của chúng ta đây, một trệt và hai lầu, tích hợp cho các bạn là kinh doanh buôn bán luôn các bạn. Đây, hãy mời các bạn đi vào đây để chúng ta xem ngôi nhà của mình ha. Thì ở đây thì rất thuận tiện cho kinh doanh luôn, ở sau lưng chợ Bắc Sơn thì có thể là kinh doanh buôn bán cà phê hay là mở một cái sạp quần áo chẳng hạn, rất là tiện ha. Này là hai căn liền kề luôn nha các bạn, hai căn liền kề luôn. Đây rất là rộng, thì cái bề mặt ngang của nó tầm khoảng là 9-10 mét. Đây có một cái toilet này. Mời cái nhà lên cầu thang với mình ha. Này, ở đây là có một phòng riêng nghe. Ở sảnh dưới là nói chung, nhưng mà ở đây thì nó có phân riêng. Ở đây thì có thêm một cái toilet nữa. Này là tầng 1 nha các nhà. Ở đây nấu ăn ở trên đây luôn. Thì ngôi nhà thuê này thì chủ kêu thuê với giá là 9 triệu đồng một tháng nha các nhà. Rồi nếu mà thuê lâu dài á thì chủ sẽ cho thương lượng thêm ít tiền cho mình ha. Đây, cái này là tầng 2 đúng không nhà. Thì ở đây này cái nhà, chúng ta có thể là nhìn thấy được chợ Bắc Sơn luôn ha, nguyên cái nhà lọc chợ Bắc Sơn ha. Đây là sau lưng nhà lọc chợ Bắc Sơn. Thuận tiện cho việc buôn bán kinh doanh hay cả nhà. Để biết thêm chi tiết về ngôi nhà thì cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782333680 để đi xem nhà và thuê luôn hay cả nhà ha. Một lần nữa mình Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải. Hẹn gặp cả nhà vào video kế tiếp. Xin chào tạm biệt cả nhà.